Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Thì trước mặt các bạn đây chính là con quay roi chiến thần. Và đây là cận cảnh của con quay này. Và trước tiên thì mình xin cảm ơn em Đăng vì đã tặng con quay này cho mình. Mình rất là vui khi nhận được món quà này của bạn. Và kèm theo đó là lời xin lỗi của mình, vì mãi cho tận bây giờ mình mới lên được video này. Và cũng như là cho con quay này lên sóng lần đầu tiên trên kênh của mình. Mình cũng rất là xin lỗi vì sự chậm trễ này, mong bạn thông cảm. Và đây là con quay roi chiến thần, một con quay mình chưa từng có. Các bạn có thấy con quay này mang đậm một dáng vẻ cổ kính, có gì đó rất là phong trần. Nhưng mà mình thích cảm giác này. Nó mặc dù không phải là một con quay mới, nhưng mà nó gợi lên mình một cái cảm giác rất là hoài niệm. Và những năm 2019, 2020, cái thời mà mình vẫn đang ngày đêm sưu tầm cái con quay, chứ không còn như bây giờ nữa. Thật là con quay này gợi cho mình cái cảm giác của những năm tháng đó. Và bây giờ mình sẽ mở con quay này ra ha. Đầu tiên mình sẽ mở đế quay ra trước. Đây là đế quay. Nếu mình nhớ không nhầm thì đây không phải là con quay của, không phải là đế quay của con quay này. Thì mình cũng không nhớ đế quay của nó như nào nữa. Và tiếp theo là trục trung tâm. À không, mình mở cái nắp luôn. Nắp này là một cái nắp được in sticker lên. Mình không biết là nắp này, nắp gốc của nó là con nào á. Hình như là cánh chim bổ tố hoặc là của chính roi chiến thần luôn. Đây mình cũng không nhớ. Hình như là của roi chiến thần nhưng mà bị phai mờ đi cái logo ấy. Tiếp theo là đệm tinh thể. Cái này theo mình nghĩ thì chắc bữa nào mình rảnh mình sẽ cho nó một cái màu sơn mới, hoặc là mình sẽ để vậy luôn cho nó một cái màu cổ kính phong trần. Tiếp theo đó là cái vòng chiến đấu. Và tiếp theo đó nữa là trục trung tâm. Cái linh kiện này thì mình đã từng thấy qua nó rồi. Tại vì mình từng mua bộ ngọn lửa hoàng kim dòng chuyên nghiệp mà. Nó sẽ có tặng kèm cái này. Mà mình cũng đã có lắp trong con quay của mình luôn. Nên là cái này mình biết rất rõ về cái trục này. Thì nó sẽ không có bao quanh cái trục chung, cái vòng chiến đấu ấy. Các bạn thấy nó sẽ bị hở nè. Đây là một cái điểm mình thấy rất là thú vị với con quay này. Và đây chính là 5 linh kiện của con quay này. Và bây giờ mình sẽ lắp nó lại ha. Cách lắp lại thì cũng rất là đơn giản thôi. Nó như bao con quay Nano 1 khác. Đó. Sau cùng mình sẽ lắp cái đế quay vào. Và đây, chúng ta có con quay rồi chiến thần. Và bây giờ mình sẽ quay thử và chơi đấu thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu quay thử con quay này ha. Mình sẽ dùng tay cầm của Nano 1 dùng S. Nói chung thì cũng khá là ok đó. Và bây giờ mình sẽ chơi đấu thử nha. Và Nano 1 thì mình phải chơi đấu với Nano 1 chứ, và mình cho ngọn lửa hoàng kim ra đấu. Và quá ghê, trận đầu tiên một phát bay luôn ngọn lửa hoàng kim. Các bạn đã thấy nó ghê cỡ nào chưa rồi đó. Và tiếp theo mình vẫn sẽ cho ngọn lửa hoàng kim ra đấu, nhưng mà ngọn lửa hoàng kim khác. Con ngọn lửa hoàng kim này là thuộc ngọn lửa hoàng kim dòng chuyên nghiệp, và mình đã thay cái trục của nó bằng trục của Nano 6 rồi. Và tất nhiên mình sẽ dùng tay cầm của Nano 6 để ra đấu ha.
Ôi không, chữ này thì Roi chiến thần đã để thua trước ngọn lửa hoàng kim. Để nha đồ sáo à. Tiếp theo mình sẽ để Ngọc Băng Salamis ra đấu ha. Đây là con quay ngay đồ 2. Ôi không, chỉ hai phát thôi và con quay này đã bay ra khỏi sàn. Và tiếp theo mình sẽ cho phong thần bảo tố thuộc Nido 3 ra đấu. Chắc là lần này sẽ không bị bay ra khỏi sàn nữa ha. Chuyện này rồi, chiến thần vẫn không thể chiến thắng được phong thần bảo tố. Tiếp theo là thiên thần băng giá vẫn thuộc nơi đô ba. Và sau cùng, đây là một trong những trận thắng của Roi Chiến Thần đầu, chắc là trận đầu tiên hay gì đấy, mình không nhớ, của con quay Roi Chiến Thần trong đợt đấu thử này ha. Tiếp theo là Roi Chiến Thần đấu với Chúa Tể Bóng Tối, Boss của Nado Bà. Và không nói nhiều, trận này thì một phát Roi Chiến Thần lại bay ra ngoài rồi. Tiếp theo là Thần Long Cuốn Gió thuộc nhà đôi 5 ha. Không biết rồi chiến thần có đủ chống chọi được những đòn tấn công rất là mạnh từ Thần Long Cuốn Gió hay không, chứ mình thấy là nó không ổn rồi đó. Và không ổn thật. Và trận này Thần Long Cuốn Gió thắng. Và trận đấu cuối cùng trong video này đó chính là trận giữa Roi Chiến Thần và Kim Cương Phượng Hoàng thuộc Nido 6 không? Không biết trận này sẽ như thế nào ha. Và sau cùng thì Roi Chiến Thần vẫn không thể chống chịu được trước Kim Cương Phượng Hoàng. Sau tổng kết lại thì mình thấy con quay này nó có một cái điểm yếu rất là khó chịu của con quay nữa, nó chính là cái vòng chiến đấu nó này nó hơi góc cạnh các kiểu nha. Ví dụ như là nó sẽ gặp một số con quay như là Ngọc Băng Salamis, thì các bạn có thể thấy ở video hồi nãy, ở trận hồi nãy ấy, thì nó sẽ va một cái là nó bay ra ngoài luôn. Và đấu với những con quay có vòng chiến đấu rất là nhiều góc cạnh như là Chúa Tể Bóng Tối, con quay tầng dưới cũng vậy, và hai cái vòng chiến đấu rất là nhiều góc cạnh như vậy này nè,
kiểu rất là nhiều chi tiết như con hai con quay nè, nó mà chạm nhau thì một là thì một trong hai sẽ bị bay ra khỏi sân đấu, hoặc là cả hai đều bay luôn. Ở đây theo mình nghĩ thì chú tử bóng tối nó nặng hơn nên là không, nên là nó còn ở trên sân đấu, còn con quay này nhẹ hơn thì nó sẽ bị bay khỏi sân đấu. Nói chung thì đây là con quay mà mình thấy nó bị bay khỏi sàn đấu nhiều như vậy trong cùng một video ấy. Các bạn thấy những con quay khác cũng bị bay rồi, ví dụ như là thiên thần con giáp cũng bị bay mấy lần à, hoặc là Ngọc Băng S cũng bị bay mấy lần, nhưng mà hiếm cái trường hợp nào mà trong một cái video mà nó bị bay nhiều lần như thế này. Và mình nghĩ cái phần chiến đấu này nè, nó là một cái gì đó coi như nó là cái điểm yếu của con quay này đi. Tại con quay này không phải là một con quay nặng, nó là con quay tương đối có độ nặng trung bình thôi, nên là gặp mấy con quay mà nó nặng nặng mà có vòng chiến đấu mà có cái kiểu y chang là nó sẽ bay liền. Nói chung thì đó là một cái điểm nhìn thì đẹp nghe, nhưng mà nó là một cái điểm rất là khó chịu của con quay này, theo cảm nghĩ của mình là vậy. Còn về khả năng đấu của nó thì mình thấy nó tạm ổn thôi, bởi vì gặp những con quay như là Nido 3 nè, hoặc là Nado 2 dùng SD thì nó cũng chịu rồi, hoặc kể cả là Nado 5 luôn. Nhưng mình nghĩ thì con quay này nó là thuộc dòng cơ bản của Nado 1, nên là chắc nó sẽ cân cân với một con Nado 1 cơ bản nào đó thôi. Chứ mà gặp mấy con mà kiểu nó hơi ao trình thì con quay này chịu không nổi. Và video của mình tới đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Và bây giờ thì chào tạm biệt, cũng như là rất là cảm ơn em Đăng đã gửi tặng con quay này cho mình. Và bây giờ thì chào tạm biệt ha.